Kính chào quý vị khán giả của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Mời quý vị cùng đến với bản tin dự báo thời tiết. Dự báo thời tiết trên địa bàn tỉnh Lai Châu thì trời có mây, có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng gián đoạn, trong mưa dông đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ phổ biến từ 20 đến 32 độ, vùng núi cao là từ 16 đến 23 độ và độ ẩm là từ 65 đến 95%. Cụ thể tại khu vực thành phố Lai Châu nhiệt độ từ 20 đến 27 độ và độ ẩm là từ 65 đến 95%. Mường Tè nhiệt độ là từ 21 đến 32 độ, độ ẩm từ 75 đến 95%. Còn tại Sìn Hồ thì nhiệt độ là từ 16 đến 23 độ, độ ẩm từ 80 đến 95%. Khu vực Than Uyên nhiệt độ từ 21 đến 30 độ, độ ẩm từ 65 đến 95%. Tại Nậm Nhùn thì nhiệt độ ở đây dao động từ 21 đến 32 độ và độ ẩm là từ 65 đến 95%. Khu vực Tam Đường nhiệt độ từ 21 đến 30 độ, độ ẩm từ 65 đến 95%. Tân Nguyên thì nhiệt độ ở đây là từ 21 đến 30 độ và độ ẩm là từ 65 đến 95%. Cuối cùng là tại huyện Phong Thổ nhiệt độ ở đây phổ biến từ 21 đến 32 độ và độ ẩm ở đây là từ 65 đến 95%. Vâng thưa quý vị, mưa dông trong giai đoạn chuyển mùa rất dễ kèm theo các hiện tượng thời tiết cực đoan như là dông lốc, gió giật mạnh và sấm sét nguy hiểm. Sét thường xuyên xuất hiện trước, trong và thậm chí là sau cơn mưa. Nơi được coi là an toàn để tránh sét là các ngôi nhà kiên cố hay trong xe ô tô được đóng kín cửa, tuyệt đối không ở nơi dễ dẫn điện có thể gây thiệt mạng như là nhà máy tôn, khu vực có sắt thép ẩm ướt. Vâng, trên đây là những thông tin dự báo thời tiết trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.